Các bài đọc lời Chúa ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ sáu thường niên năm 1 năm lẻ. Bài đọc 1. Trích sách Sáng thế chương 9 câu 1 tới câu 13. Thiên Chúa chúc phúc cho Noe và con cái ông. Người phán bảo rằng các ngươi hãy sinh sản ra nhiều, cho đầy mặt đất. Mọi thú vật dưới đất, mọi chim chóc trên trời, cùng mọi động vật trên mặt đất và mọi loài cá dưới biển đều phải kính sợ các ngươi. Tất cả đều được giao phó trong tay các ngươi. Tất cả những động vật còn sống đều là thức ăn của các ngươi. Cũng như ta ban cho các ngươi mọi thứ rau đậu xanh tươi, ngoại trừ thịt còn ứ máu thì các ngươi đừng ăn, vì ta sẽ đòi giá máu sinh mạng của các ngươi. Ta sẽ đòi giá máu các ngươi do muông thú sát hại, do tay con người và do tay anh em sát hại. Hễ ai làm đổ máu người, thì máu nó cũng sẽ phải do người mà đổ ra. Vì loài người được tác tạo giống hình ảnh Thiên Chúa, các ngươi hãy sinh sản ra nhiều cho đầy mặt đất. Thiên Chúa lại phán cùng Noe và con cái ông rằng, Đây ta ký kết giao ước của ta với các ngươi và con cháu các ngươi, với tất cả sinh vật đang sống với các ngươi, như chim chóc, gia súc, tất cả những thú vật đang sống trên mặt đất với các ngươi. Những gì ra khỏi tàu và toàn thể thú vật trên mặt đất, ta ký kết giao ước của ta với các ngươi. Nước lụt không còn tiêu diệt mọi loài nữa, cũng không khi nào còn lụt tàn phá trái đất nữa. Và Thiên Chúa phán, đây là dấu chỉ giao ước ký kết giữa ta với các ngươi và tất cả sinh vật đang ở với các ngươi. Và sau này mãi mãi, ta sẽ đặt trên trời một cái mống, và nó sẽ là dấu chỉ giao ước giữa ta với trái đất. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đáp ca Thánh Vịnh 101. Từ trời cao Chúa đã nhìn xuống trần thế, từ trời cao Chúa đã nhìn xuống trần thế. Lạy Chúa, muôn dân sẽ kinh tôn danh Thánh Chúa, và mọi vua trên địa cầu sẽ quy trọng vinh quang Ngài. Khi Chúa sẽ tái lập Si-on, Chúa xuất hiện trong vinh quang san lạn. Chúa sẽ đoái nghe lời nguyện kẻ tung nghèo, và không che lời họ kêu van. Từ trời cao Chúa đã nhìn xuống trần thế, những điều này được ghi lại cho thế hệ mai sau, và dân tộc được tác tạo sẽ ca tụng Thiên Chúa. Từ thanh điện cao sang, Chúa đã đoái nhìn, từ trời cao Chúa đã nhìn xuống trần thế, để nghe tiếng than khóc của tù nhân, để giải thoát kẻ bị lên án tử. Từ trời cao Chúa đã nhìn xuống trần thế, con cháu của bầy tôi Chúa sẽ được an cư, và miêu rệ chúng sẽ tồn tại trước thiên nhan, để người ta truyền bá danh Chúa tại Si-on và lời khen ngợi Ngài ở Jerusalem. Khi chư dân cùng nhau quy tụ và các vua nhóm họp để phụng thờ Chúa, từ trời cao Chúa đã nhìn xuống trần thế.
Gioan chương 14 câu 5. Chúa phán: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Alleluia. 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 Phúc âm. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Marco chương 8 câu 27 tới câu 33. Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cesare thuộc quyền Philippe. Dọc đường người hỏi các ông rằng: Người ta bảo thầy là ai? Các ông đáp lại rằng: Thưa là Gioan Tẩy giả. Một số bảo là Elia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri. Bấy giờ người hỏi: Còn các con? Các con bảo thầy là ai? Phêrô lên tiếng đáp: Thầy là Đấng Kitô. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về người với ai cả. Và người bắt đầu dạy các ông biết con người sẽ phải chịu đau khổ. Con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau 3 ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo người lui ra mà can trách người. Nhưng người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa mà chỉ biết việc loài người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.